Thưa quý vị, nhiều cử tri quận 12 thành phố Hồ Chí Minh là cư dân thuộc dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh bày tỏ bức xúc vì đóng tiền cơ sở hạ tầng dự án 2 lần nhưng dự án vẫn chưa hoàn thiện cơ sở dù đã hơn 20 năm. Được biết tổng số tiền cử tri đóng đã lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng đến nay nhiều hạng mục của dự án chưa hoàn thiện như thiếu điện sinh hoạt, các hạng mục công viên, vỉa hè, xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy đều được đảm bảo. Vấn đề này đã được nhiều cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Gần đây nhất, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri tiếp tục kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội và các cấp chính quyền thành phố quan tâm, xem xét, sớm giải quyết ổn thỏa các khiếu nại trên. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mặc dù làm mọi cách để tiết kiệm điện, nhưng theo cử tri Hồ Văn Thảo, sinh sống tại khu nhà ở Tân Nhã Vinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn phải đóng tiền điện với chi phí cao do phải câu điện ké từ bên ngoài dự án, không đảm bảo an toàn. Nguyên nhân do nhiều năm qua, nhiều hạng mục hạ tầng của dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Đơn cử về điện thì tất cả 33 căn này câu điện từ bên ngoài vào và rứt tụ điện như thế này là rất là không an toàn cho chúng tôi. Đường dây thì câu rất là chằng chịt và không đảm bảo an toàn, đường dây chạy từ bên ngoài dự án câu vào. Cái hình thức câu như thế này thì tiền điện chúng tôi trả rất là nhiều. Nước thì có, tuy nhiên là chẳng hạn điện hay là công viên cũng như là trường học, tức là hạ tầng cơ sở thì nó chưa hoàn thiện. Thì nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của những người dân ở đây. Quy hoạch phần 500 cũng đã có. Đó cho nên tôi là cũng rất là thật sự bà con đây cũng rất bức xúc. Thì hôm nay thì cũng mong là những cái ý kiến của bà con được chủ tư cũng như cơ quan các cấp chính quyền lắng nghe và thấu hiểu. Mới đây, cử tri tại dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh cũng kiến nghị vấn đề này đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, trong đó có điện sinh hoạt, nhiều hộ dân phải câu ghé của nhau để dùng. Thì có an toàn hay không, và rất nhiều hạng mục chưa làm và chưa xong như vỉa hè, công viên, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo. Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12 lập đoàn kiểm tra dự án để xây dựng và để đảm bảo cuộc sống. Thông tin về kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 cho biết. Góc độ quận 12 thì chúng tôi cũng chủ động khảo sát rồi thành lập tổ, rồi cũng đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng để xử lý đối với đơn vị công ty này, tiếp tục là yêu cầu chủ đầu tư mời lên tiếp tục đôn đốc để thực hiện trách nhiệm, và tiếp tục nếu không trách nhiệm trong thời hạn nhất định thì cũng sẽ kiến nghị với thành phố để tiếp tục xử lý đối với đơn vị. Điều mong muốn của các cư dân của dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh là chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu đúng như cam kết, để cư dân tại dự án yên tâm sinh sống. Các cơ quan chức năng của thành phố sớm giải quyết các khiếu nại của cử tri để dự án được triển khai đúng như cam kết, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cử tri. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc ở những bản tin sau. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phát hiện xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan nhà nước vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý và thông báo vi phạm theo quy định. Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 4, qua hình ảnh cảnh sát giao thông phát hiện hơn 42.200 trường hợp vi phạm giao thông nên ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh, có nghĩa là phạt nguội. Đến nay, có 6.147 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng. Để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội đô thì Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trực huy động máy bơm, thiết bị trong mùa mưa bão năm 2024. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố theo dõi triều cường, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các máy bơm, trạm bơm cố định và di động, cống kiểm soát triều. Đồng thời, tổ chức trực huy động máy bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội đô, tăng cường nạo vét cống thoát nước trên các tuyến đường thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn, triều cường. Các hố ga bị sụt lún, mất nắp, vênh cao, hư hỏng sẽ được kiểm tra, sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuần tra, phát hiện các vị trí mặt đường bị oằn lún cục bộ, đọng nước để có kế hoạch thảm nhựa bù, tạo bằng phẳng mặt đường, đảm bảo đi lại được êm thuận, an toàn. Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết đã tổ chức tái thả 17 động vật rừng sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ. Việc đưa động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Các cá thể động vật hoang dã đã được thả về môi trường tự nhiên bao gồm là 3 cá thể khỉ đuôi lợn, 4 cá thể rùa các loại, 4 cá thể kỳ hương, 2 cá thể cu li nhỏ và mèo rừng, trang đất và dúi mốc. Và trong đó có những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 1B, 2B. Số động vật hoang dã này do Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội chuyển giao và một phần là do người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nuôi dưỡng phục hồi các tập tính trước khi mà thả về môi trường tự nhiên. Quý vị thân mến, nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh với các phong tục tập quán truyền thống của bà con người Ba Na nói riêng, đó còn là biểu tượng đặc trưng truyền thống của thôn làng, đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, là linh hồn, sức sống của cộng đồng. Do đó, việc bảo tồn không gian sinh hoạt nhà rông luôn được cộng đồng làng ý thức, giữ gìn và phát huy. Nhà rông làng Con Sơ Lắc thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, được biết đến là ngôi nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Nhà rông Con Sơ Lắc không có vỉ kèo, chỉ có khung 4 vách xung quanh và 2 mái nhà được dựng gần như thẳng đứng. Với kết cấu như vậy, nhà rông ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và là nơi níu giữ tình đoàn kết, keo sơn của cộng đồng. Trải qua thời gian dài thì nó sẽ mai một đi, nhưng mà để mà lưu giữ lại thì phải có một cái cần sử dụng như là nguyên vật liệu như cây gỗ rừng á, mà thời điểm bây giờ thì tại hiện nay thì về cây cối rừng này kia là mình không còn được phép sử dụng nữa. Nếu mà cần lấy gỗ thì phải cần sự cho phép của cấp trên. Trước cơn bão đô thị hóa, với ý thức mong muốn giữ gìn lại bản sắc văn hóa truyền thống nhưng vẫn phù hợp với cuộc sống đương đại, thời gian qua đồng bào Ba Na đã cùng với chính quyền địa phương xây dựng mới, tu sửa, phục dựng lại thiết chế nhà rông. Đối với góc độ của người dân tộc đó, là có một cái nhà rông đó là rất là có ý nghĩa, tự vì là dân tộc thiểu số bản làng thì phải có một cái nhà rông để sinh hoạt hội họp. Ngày xưa, mỗi làng đồng bào dân tộc thiểu số đều có nhà rông. Lúc đó rừng vẫn còn nhiều, bà con cùng nhau tham gia góp công sức để làm nhà rông, hình thành nên làng. Đây là nơi bà con hội họp, sinh hoạt, tổ chức lễ hội nên rất quan trọng. Trong đời sống của đồng bào Ba Na, nhà rông thực sự là công trình kiến trúc nghệ thuật, là bộ mặt, niềm tin và lòng kiêu hãnh của cả thôn làng. Đồng thời, nơi đây còn là không gian linh thiêng, nơi quy tụ sức mạnh tâm linh, thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng với những hình ảnh bếp lửa bập bùng, rượu ghè, âm thanh và cả những vòng xoang bên âm vang tiếng cồng chiêng của đại ngàn.